bốn tật xấu khiến bạn cả đời sống trong cảnh nghèo khó. Một, Thích ăn lười làm. Thế giới này không có nhiều thiên tài, nhưng có rất nhiều người siêng năng. Nhiều người thường cảm thấy rằng họ không thành công vì không được may mắn như người khác, không gặp được cơ hội đổi đời. Nhưng khi cơ hội đến, chính họ lại là người không chịu nắm bắt. Tôi từng xem một chương trình phỏng vấn tâm lý, một phụ nữ họ phan tầm 30 tuổi không muốn ra ngoài làm việc, nên đã ở trong nhà suốt 10 năm. Cô ấy giải thích rằng, Do từ nhỏ mẹ cô ấy đã luôn nói những lời đả kích, phủ nhận nỗ lực của cô ấy, nên khi cô ấy lớn lên, chịu ảnh hưởng từ gia đình mà không biết cách giao tiếp, dẫn đến công việc bị ảnh hưởng. Trong 10 năm qua, bố mẹ đã luôn nghĩ nhiều cách để tìm việc cho cô ấy, nhưng được vài ngày cô ấy lại bỏ cuộc vì thấy mệt mỏi hoặc lương thấp. Thậm chí, người phụ nữ 30 tuổi này còn trách cha mẹ đã không cho tiền mở cửa hàng. Tuy lúc nhỏ, bố mẹ cô ấy có cách giáo dục sai lầm, nhưng trưởng thành mỗi người nên có nhận định của riêng mình. Hiện tại cô ấy chỉ đang bao biện cho bản tính ham ăn và lười biếng của bản thân mà thôi. Người lười biếng sẽ không bao giờ kiếm được số tiền lớn. Bởi vì dù bạn có bao nhiêu kế hoạch đi nữa, nếu không nỗ lực thì mọi thứ cũng chỉ tương đương với những ước mơ viễn vông. Nếu bạn không muốn trở thành kẻ vô dụng, thì bạn nhất định không được lười. Hai, Quán trời trách người. Đã là con người, ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm và thất bại. Nhưng có người thì tìm biện pháp khắc phục có người lại tìm lý do bào chữa lỗi sai. Tư duy này chính là thứ dẫn đến khoảng cách lớn giữa người thành công và kẻ thất bại. Đổ lỗi cho người khác sẽ chỉ khiến bạn trở nên vô trách nhiệm trong mắt người xung quanh. Tăng Quốc Phiên có một người em trai, sau khi thất bại khoa thi, ông ấy đã vô cùng oán hận và cho rằng mình thất bại là do vợ không biết cách động viên, khiến ông không đủ quyết tâm học hành. Sau này, ông còn đổ lỗi cho Tăng Quốc Phiên vì đã không sắp xếp cho mình một công việc tốt. Nhưng thực tế, lời phàn nàn càng nhiều sẽ chỉ khiến bạn càng bị ràng buộc nhiều hơn bởi sự tiêu cực và sự thất bại. Thế nên, hãy học cách chịu đựng, thay đổi tư duy. Khi gặp khó khăn thì nên phân tích nguyên nhân và tìm cách cải thiện khuyết điểm của bản thân. 3. Luôn cho rằng thành công của người khác là do may mắn. Có nhiều người trong số chúng ta sẽ ghen tị khi nhìn thấy thành công của người khác, nhưng cũng có một số người chọn cách học hỏi từ những người thành công. Những người này nhìn thấy ưu điểm từ người khác, đó cũng là ưu điểm của họ. Bởi vì họ không bị đố kỵ che mờ mắt, nên luôn sáng suốt và khiêm tốn trong mọi tình huống. Tôi từng gặp một người, cứ hễ thấy ai thành công, cậu ta đều cho rằng họ may mắn hoặc do có gia đình chống lưng. Nhưng thực tế có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, thành quả của người ta là do nỗ lực từ năm này sang năm khác. Những người luôn cho rằng thành công của người khác là do may mắn, thì cả đời rất khó tìm được vận may, bởi vì phạm miệng mà tự tạo khẩu nghiệp cho chính mình đi sau thành công và ánh hào quang là những giọt mồ hôi và nước mắt mà không phải ai cũng có thể thấy được. Người chỉ biết viện cớ che giấu thất bại thì sẽ mãi mãi không thể tìm ra con đường để đến thành công. 4. Thích khoe khoang, tầng bốc bản thân, không ít người năng lực chẳng đến đâu, nhưng độ tầng bốc bản thân thì vô đối. Trước đây, có một chương trình hài kịch nhỏ, nội dung nói về một chàng trai trẻ đến tham gia buổi phỏng vấn. Khi đến lượt mình, anh ta đã khoe khoang bản thân có số người nổi tiếng, nhưng thực chất số điện thoại anh ta có là do người nổi tiếng kia vô tình gọi nhầm số vào máy anh ta người phỏng vấn không tin nên đã yêu cầu chàng trai trẻ này phải gọi điện cho người nổi tiếng kia để xác nhận kết quả thanh niên này đã không làm được đừng nói dối quá nhiều vì nó sẽ trở thành thói quen khiến bạn tin đó là sự thật một người thích khoe khoang thực ra chỉ đang sống trong thế giới hư cấu của riêng mình bởi vì anh ta không thể sống thật với chính mình không dám đối mặt với thực tế không thể thừa nhận những điểm yếu kém của mình những người thế này sớm muộn cũng bị đời vùi dập bị mọi người xung quanh chán ghét